Hi, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem các bé là gờ ăn nha. Đây. Thằng lằn da báo, thằng lằn đuôi mập. Mình sẽ cho một bé thằng lằn đuôi mập chỉ chuyên thích ăn Gretchener ăn nha các bạn. Đây. Đầu năm cho các bé ăn đây. Mình sẽ thấy là nó thấy Gretchener thì rất là ham đi săn nha. Bé hơi chậm vậy, vẫn chưa bắt được con nào luôn. Đây, nó chậm tới mức mà không tự bắt luôn à. Hay chưa đói nhỉ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cho các bé là rồi ăn nha. Cũng đã chuẩn bị sẵn một thùng dán Duvia. Chưa con, thì nó chưa đói luôn nha. Cái này là bé dòng Lemon Fork nha các bạn. Ok, ta sẽ đến với bé tiếp theo. Cái này nó cũng nuôi lâu lắm rồi. Đây. Ok. Các bạn, cái này thì đã nuốt xong rồi, ta sẽ qua học tiếp theo nhé. Bé tự săn vậy, chúng ta sẽ qua học tiếp theo. Ta sẽ đến với học tiếp theo nhé. Đây. Cái này vừa mới ăn một bé dán rồi nha. Để quên bật camera. Bé ăn mất tiêu. Ok, chúng ta sẽ đến với bé tiếp theo. Thank you.
cứ bỏ vô rảnh bé nó sẽ tự săn được nha. Không sao nha các bạn. Đấy, thằng lằn da báo thì nuôi rất là dễ. Không cần phơi nắng, chỉ cần có mồi, canxi là xong. Đấy. Cái này tính ăn còn nhơ nhơ nữa. Lát nó sẽ ăn tiếp. Đừng quấy gầy bé lúc ăn. Này mặc bù thì đã ăn rồi nha. Đấy là ăn rồi thì mình mới cầm chơi nha. Còn chưa ăn thì hạn chế nha các bạn. Chúng ta quay lại với bé đưa mập coi. Năng cũng gần hết rồi. Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn có một cái Tết Quý Mão thật là tuyệt vời, phát tài. Thích thú cưng nào thì cứ liên hệ anh Ú sẽ có nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.